Go. Bỏ hết rồi. Nếu mà đá bóng cũng thật mà. Hai được hai tuần rồi nhỉ? Vâng, hai tuần trong tuần này trong đá. Nhưng mà cháu có phải đi chưa? Đi lần nào chưa nhỉ? Lần thứ hai lần này nếu lần thứ hai. Lần đầu tiên cháu đến đây là cháu phải vận động rồi. Cháu ăn không? Thua. Nó vật móc đầu tiên nó đừng go. Rồi mất cổ rồi. Được rồi. Vinh hôm nay nó máu đấy. Chiếm hết cả tay. Khi này nó không vật đâu. Nó bỏ cổ nhưng mất cổ nó hại cái này lắm. Không tập mà hại. Tập nào mà đánh thề chứ đi. Go. Đấy. Khét không? Có 580.000-700.000 giảm giá. Go. Thế là cái giảm giá. Gấp ngoài ra đấy có mấy cáp rồi. Go. Có cáp trong ban một chút vấn đề là có thanh sắp đi nó hết. Mà nó vào. Go. Úi giời. 4 người nó ra khỏe. Bây giờ anh manh cùng được đấy. Go. Rồi. Trò ra rồi. Chặt nắm sâu rồi xong rồi đánh vào búa. Go. Cái đứa có tay to nhỉ? Xuống rồi. Cái này không cầm được. Đôi đôi để bốn mấy. Go. Rồi. Bật hết rồi. Chỉ chiều này anh kéo quan sát em. Rất ít người, anh thấy rất ít người phá được cổ. Go. Thôi dòng mất hết rồi. Ngón tay to quá, không tốt tốt. Chiều của anh. Lôi trỏ về xong rồi xoay người sang đánh. Đau ấy hiểu. Go. Kéo vào ngón nó không. Anh sử dụng không được. Anh tốt ra nhưng mà đánh sao được ngón anh Tùng dựng. Cầm phát lúc ngoài ngã. Go. 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 Tay trái hiền khỏe đấy. Go. Phải nhanh được, phải vào thế được của mình được. Chuyển về sức đi. Rồi vào vết nhé. Rồi. Chịu rồi. Cố lên. Ê tôi vào tôi vết đấy. Vào vét đấy. Rồi giữ sức tiếp. Đuối rồi. Học đi hết rồi. Go. Hay. Khỏe quá. Túm khỏe quá. Nghèo nàn sức rồi. Go. Nghe có. Ôi giời ơi. Lúc ấy ra sẵn một xoắn lại. Ui giời. Go. Ui. Yeah. Ui. Go. 对呀对呀
Đánh nhau đi. Đấy, ngay mà bảo không có lực. Nó hồi lực lắm rồi. Hồi lực lắm rồi. Ây xà. Mày mà không lực khỏe chứ. Sáng này cổ từ khỏe này. Sáng này nó mà... Anh Tục ơi, đi. Để tí nữa em. Hồi lực lắm thì anh nhìn lắm rồi mà. Không hồi lực lắm. Kém luôn đi chứ. Gỗ. Anh chỉ đánh anh khoảng vài bữa là anh nghiên cứu ra chiêu. Nó đốt đấy, vẩy nó đi. Đường càng dài càng cay. Quá. Độc lá đấy. Rồi, anh ăn đi. Như anh vật anh có cảm thấy đau tay không? Có mỏ tay không? Sao có thể phấn châu nhỉ? Bây giờ nó chỉ ngoài một tí là nó hồi chứ giờ sao mà đau. Tinh thần. Thôi rồi, tháo rồi. Ông là cao. Cao. Go. Như vật anh kem rồi. Kem rồi. Kem phải. Ây yếu. Bắt nạt à? Bắt nạt à? Mà tốt mà thằng Ken chưa chắc đã tốt mạnh anh ơi. Ken đánh nếu mà Ken mà tốt thì anh chưa chắc ăn được anh. Nhìn em chưa nhìn thấy em Ken ngoài đời. Thật á? Em chưa nhìn thấy em Ken ngoài đời. Ken chưa thấy anh còn đè cho nó có vấn tốt. Ui giời, hiểu ra úa. Phải đánh móc. Có đấy nhờ? Anh Ken đánh em. Ôi tiền, ôi cúc cách kiểu ấy. Gọi chú Tuệ đi. Anh Tùng dày nhất Việt Nam đấy. Có thể con mà có thể là dày nhất. Ở anh làm được giờ làm đấy. Có thế nhỉ? Nhiều. Anh dày phanh ABS luôn. Anh mình phanh ở đây phải. Bất kỳ nó toàn bài xuất phát bốn mũi. Thấy nó không đánh anh Ken. Đã ơi cầm lóc được sao được. Thầy không đánh anh Ken. Thằng rốt đấy. Ở trong khả năng đánh trắng anh Ken một hit đấy. Đánh trắng anh Ken á. Khiếp đấy. Toàn năng anh Ken mỏi, anh Ken mỏi, anh Ken mỏi. Anh Ken mỏi, anh Ken đánh này rất lông. Còn anh Ken mà để phun nực mà bình thường xuống mang thì chưa chắc ăn được. Không ăn anh Ken đâu. Hay quá nhờ. Quay ở bàn thế. Thì mà hôm đấy thằng Ken mỗi anh, thằng anh đánh được nó tốt mất của nó. Phát đầu này. Anh lỗi một tròn anh. Tay nắm tay em nhiều như mọi lần em đè nó không mạnh như thế này. Đúng không? Lần 38 vào đề tốt phát chết. Lại khỏe quá. Cứ chiến đi. Chiến nhiều không? Không phải, nhưng mà tí. Sao gặp thằng cua đen này chưa? Sao? Ăn được không? Bây giờ cơ mà, hôm nay cơ mà. Giữ đấy, giữ đấy, giữ là người ta mỏ. Chưa, hôm nay đã gặp chưa ấy, hôm nay ấy. Đúng rồi, thế người ta mỏ. Đúng rồi, đúng rồi. Hả? Cháu phải vai hết. Tí nữa va luôn. Và con chưa va trọng tài anh Tuệ. Hả? Người ta mỏi. Em còn chưa va trọng tài. Con chưa va em. Đúng đấy. Bốn rồi. Mày không mua ngoài chật chật tay anh. Không nhét được tay vào. Giờ cứ tay vừa là người vừa. Ngoài làm giáo bỏ may áo tay to là gì mà may. Công ty may áo ấy bảo thế. Bây giờ mặc áo cứ tay vừa là người vừa. Nó đo thẳng như thế này, lúc đo thẳng như thế này nó may như này rộng ra khoảng 3-4 phân rồi, nhưng mà co lên vẫn chật. Co lên là nó tăng thêm size. Tăng lên cái này nó bắp nó to quá, tăng lên vẫn chật, sửa đi mấy lần mới được. Và rõ ràng là đo chỗ này phải cho ra mấy phân rồi thì bạn. Ôi giời, tại sao thế? Sao anh không từng đi sang nước ngoài mà đánh lại? Go. Chua bỏ ra không ăn. Làm gì có thời gian mà đi mà. Bao nhiêu con lợn đợi hàng ngày. Ui, bao nhiêu tiền. Ra nhậu đi, buôn chủ của cháu. Nhà chùa cho ông ăn là phải tội đấy. Thôi anh phải đánh. Ông kiểu như kiểu phim quốc chuồng cá thông tiên đấy. Hay không? Nhưng mà cây Tùng nhiều quái vật lắm. Thằng quan gia nó ở bên nó được huy chương đấy. Quan gia là ai anh? Thằng người Ý vừa rồi ấy, sang Việt Nam đánh ấy, giải đấy. Go. Em không biết. Thằng người... À thằng người... Xếp điện. Thank you.
Thằng cháu cao cao đấy. Tạo này nó khỏe hơn đấy. Go. Nó bắt nghe với em chưa? Này con đi điều chỉnh. Bye bye. Cục gì đây? Ở đâu Đỉnh rồi. Go. Xong rồi Huy là phải đưa nó đi rồi nhá. Huy bị ai mà anh Huy anh đưa đi viện. Cậu này thì không ấy. Lõm luôn mà. Lõm mà vẫn cục xoay luôn. Về chưa thế? Mòn luôn. Chưa luôn chứ còn gì nữa. Đang đánh tay trái thì nó mỏ cái vai luôn rồi. Xem đi. Áo trắng này vật rồi. Áo trắng này vật lâu rồi. Cả năm không tập chức, để này không để được. Để này mà kê thêm một lúc tao còn 1 phút nữa thì đau hết một giải tay luôn. Bây giờ cầm tay tệ. Khỏe ứ thẳng ra luôn. Ui giời, nhăn mặt. Nhăn mặt thật là giả tạo. Nhăn mặt giả tạo đấy. Vật được nó không? Đại thua rồi. Thôi đại, thằng đại thua đi. Sút đi. Sút thật nhiều. Đè. Đi làm sao được? Có mà đi à? Thằng này mỏi rồi. Có chưa? Tức nó đây mà nó vật thằng mấy là sang này. Go. Anh sang thì bay lên đấy sao? Vật mấy là sang, vật mấy cả quần thổ nhỉ? À đâu? Không phải. Mấy cả dụng. Sơn Tây. Ờ, Sơn Tây nhỉ? Tuấn Hổ hạng 70 đây nhỉ? Vâng. Nhưng mà chưa được huy chương gì đúng không? Vâng. Go. Đấy, đại vẫn còn sức để vét nốt à. Chim gì? Bạn thằng cha kia bậy chim. Nó chạy lên nhiều quá. Được. Alo anh. Lên mức móc còn được. Anh cái T31 anh xong chưa? Kéo đầu lên. Đầu vẫn canh nó. Không biết đâu tao không để em họ xem vẫn to không to thì chịu. Go. Ôi. Đại thua. Thua. Đại yếu. Đại chỉ thích gặp thằng Mong thôi. Mong bây giờ vào tay trái rồi. Mong giờ nào vẫn không đi vật nữa nhỉ? Có. Bỏ rồi. Vẫn đi á? Không bỏ em vừa vật với nhau sao? Thế lâu lắm không thể nào đâu. Nó khỏe lắm. Nó khỏe đấy à? Bây giờ nó khỏe thật. Nó vật ăn mấy nghìn cho lò. Go. Mấy nghìn cho lò bữa. Tôi không biết tôi cứ ăn tôi uống trà sữa rồi uống cái kiểu. Trà sữa nhiều vào. Chịu rồi. Uống nước ngọt nhiều vào. Không vật được vụ ăn chủ rồi. Ờ vụ ăn chủ chưa móc thôi. Nghiền luôn. Giữ để dụ. Vật mình chưa tốt. Giữ dụ. Ông cần ông giúp anh. Thằng mà tay có mặt lắm. Chùa nó hiền mà anh. Không có thằng mạnh thì lên. Quay được không? Không được mà. Không được đây. Trong ba ba nó cũng khỏe. Nếu mà nóng cũng nóng được anh. Nó ba nhưng mà nó đánh trên cái giao lưu được. Nó đánh hạng cân nó thì nó khỏe. Nhưng mà nó lên hạng cân đấy được thì nó ngon. Ngoài trên vậy à? Mới đưa đưa ra ông được đưa ra đây mới lúc hai chứ. Không bắt được đèn à? Ô trời. Nó tung vái được đạt từng tín chưa? Kêu ai nhất được. Cứ. Phá được tay trái rồi. Tay trái vẫn phá mà. Chiều cậu này. Không nắm tay. Cần cậu cái tay cần cậu. Ôi giời ơi, anh cầm chấp luôn cổ tay. Vậy sao này? Xong rồi, tôi bạn vào bật thử phân. Quay đi quay lại, đã mặc cho hết đồ. Cho chiếc bảo hiểm đấy nhỉ? Anh đánh với cháu. Thằng này nó đã phá hẳn tay của Olympic rồi đấy. Vận động viên Olympic đấy. Thế mà em chơi thử cho chiếc bảo hiểm hết. Như thế là em là cái gọi là cái thành tích của em là Việt Nam chưa ai giành làm thế giới anh thật chưa ai phá được cổ tay phá được tay của Olympic đâu còn này mà lên báo thì nó bảo nó ném đá liền không nhưng mà không phải thằng này rủ mà là ông kia rủ này đúng không vâng. Đấy làm sao anh đang tập bình thường tổng kiếm Olympic đi tập với là gặp khu này rủ nó gặp tay lại gặp tay gãy đâu gãy đấy báo cấm được tay một đẳng cấp thế giới. Ủa ôi. Cái mấy lần gặp anh Tùng em tốt được anh Tùng. Ủa anh Tùng. Thôi chết rồi. Không nắm được rồi. Cháu không ra được bàn tay của cu dưỡng. Dưỡng khỏe lắm. Bàn tay to đúng như này. Cu dưỡng nắm được. Cu dưỡng này nó khỏe hơn cháu. Bàn tay to đúng. Thông xuống. Thông xuống. Cháu dít xuống đi cháu. Không được rồi. Không được. Cháu mất cổ. Cháu dít là cháu mất cổ đấy. Cháu đe giống đạt đi. Tố đấy. Đe đôi tay. Bây giờ mượn bàn tay từng một phần. Cơ xương thì em cứ cực.
Thôi cho sụp luôn đi Đạt ơi. À Đạt, à Dưỡng ơi. Không chào nó giữ lâu là mỏi. Luyện cơ cho bền. Vậy vật nha, cứ cực 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 cực. Kết quả đấy. Thì tập vai thì ngon. Tôi tập thêm vai nhiều mà phòng. Bài. Xoắn mạnh. Xoắn mạnh. Đức Vinh cũng đè vào cổ đi anh. Nhiều đùi đấy. Đức Vinh đè cả con cổ cả bộ cổ. Go. Ui. Em ăn được ngon. Cái tinh thần lái ra. Ăn ngọt lắm. Ăn được ngọt, ăn được Vinh. Vinh là tốt. Anh chưa xem clip của nó là tốt, bao giờ nó mỏi, nó hết lực tốt nó mới đẹp. Vâng. Và nó là tốt mà. Nó tốt. Thằng Hoàng Đức Vinh nó bẹo tốt Vinh Long Hồ. Sai. Ừ. Học cổ tay. Học cổ tay luôn. Đấy mày lực nhiều rồi. Đi thằng Đạt nó mỏi rồi. Học cổ tay rồi. Em không xem trận lực kết bàn luôn. Học cổ tay rồi mày nghỉ cổ tay rồi. Khỏi luôn. Chạy tay Đạt ơi. Chạy tay. Nó đang hình đạo rồi. Nó có một cái luồng điện. Thật là vấn quyền đạo anh. Vận động viên cử tạ về cũng vẫy tay đi anh. Ờ. Đúng rồi. Thường Tín là tỷ lệ tay nhiều nhất Việt Nam. Tí đang vật anh sang một cạch rồi phát rồi thôi. Go. Ơ vỏ móc à? Không móc được. Bảy làm sao vậy anh? Ơi tôi móc đây. Tôi móc đi. Tí em có anh gì anh Tuấn đời đầu ấy. Tô Xuân Tuấn. Go. Bị thằng Đường Vương cổ tay đeo bỏ. Cái cổ tay mấy năm đấy. Bỏ luôn từ bây giờ. Làm lốp nữa. Go. Đỡ vã là gì? Đấy là sang khỏe hơn vận động viên Olympic rồi đó. Đang tối ra gọi Đỗ Quý yếu ra. Tầm này anh Đỗ Quý yếu anh ăn gì đã. Em bỏ cổ đè. Chứ còn buổi tối thì chả có ai vật anh. Long dốc. Long dốc tự ít. Go. Long dốc bây giờ. Long dốc chả chắc không ăn được anh Tùng đâu mà anh đã. Ăn tốt, giữ anh Tùng vật. Thằng Trái ơi, thằng Thánh Thánh luôn cả. Theo cái gì là Long Dốc cũng thế mà kinh khủng quá nhỉ. Phú chưa xuất hiện là Long Dốc cũng phải top 1 đấy. Ừ. Phú xuất hiện là từ Long Dốc khóc. Phú chứ bị vật mấy cả toàn đụt rồi. Trước là anh Toàn rồi còn thấy tập đâu anh? Mất tập ở nhà đều. Trời Tết Tây đánh Superman thật sao? Đấy, đánh với cả Phú. Lúc lúc mà thấy các hồ đồ là màu đen nhỉ. Đấy mới tay vận động viên Olympic được chứ. Lắm toàn lắm con cái. Vâng vâng. Liệt con cá. Go. Anh buộc ca lên cho em rồi. Thằng này là Hoàng Huy hay là Huy Hoàng? Dạ. Giống lúc anh chưa được gặp bao giờ nhưng mà thấy trên TikTok thấy bảo khỏe lắm không biết. Go. Ui giời. Anh giữ nó vần. Khỏe lắm. Anh. Go. Đỉnh ơi, ché hết đỉnh rồi. Anh dựa. Tự nhiên em đi giải Sơn Tây cứ tưởng toàn bọn trẻ hóa ra gặp đến gặp toàn Long Dốc đến gặp toàn Giang Đào với cả toàn team. Nhưng mà ngày giải đó không phải đăng lên mạng là anh em vật để sao các bạn biết đấy. Không đăng được tổ chức giải. Thằng em bảo là cái giải đấy nên là bản đăng ký đi cái mùi. Lúc mà giải xong rồi anh mới biết là có giải. Chú tuổi ơi xem trò. Trò đẹp quá. Bỏ cái ấy ra kìa. Là kinh luôn thế này. Bỏ luôn. Một nỗi rồi nhé. Bỏ tay ra. Dương ăn hít thử nào được không? Ăn thế này đỡ thôi. Tay dài ấy. Anh dỗi chơi tử tế đi. Đỉnh anh bắt vào lọ đem về. Để nuôi. Thả ở trong phòng một em nuôi một thời gian gọi ông đừng làm tổ trong nhà luôn. Ông bật mà. Đã có nhà. Về anh đặt sản xuất mà đâu. Chiếc giải một tay to trong ong đốt vào đợt này. Cộng. Anh Tùng không nắm được luôn. Đau ấy, đau lắm ấy, nắm vào đau nhức. Xong đốt rồi nắm vào đau nhức thì... Đấy là chân thế nào? Gỗ là gì? Nó quỳ gì ai chả lọc gì. Đình anh chưa? Cộng. Khó khoai. Dưỡng vật với anh cậu mà. Dưỡng vật với đàn này. Chứ toàn 60 cân rồi 85 cân. Go. Dưỡng vật mới đạt đi. Dạ. Vẫn đạt chưa? Nhịt. Tí vật vật rồi anh. Vào luôn đi. Dưỡng vật. Go. Chân anh kia to nhất Hà Nội đấy. Cái bọc bụng. Úi dồi. Chân cháu chắc to nhỉ đây chú ạ. Chân cháu không to bằng chân anh Tiệp được. Không, to nhỉ chú ấy. Ờ, có thể nhưng thằng Đạt này còn chưa bỏ chân ra, nó toàn là làm cái lĩnh dạ. Quát nhiều. Chân to sao chân em được. Ờ, chân thằng Sang to kìa. Anh nhớ chưa cho em. Sang khả năng bé hơn anh Tiệp vậy. Ở chân em thì bé hơn anh Tiệp. Chân em nhỏ lắm, chân em cái bắp chân này chỉ bằng cái bắp tay thôi. Bằng hai bắp tay bằng nhau. Go. Chân em cũng thế. 41, 42.
4 5 rồi. Đang. Cắt cuối. Đâu. Không. Quá. Trường là thầy giáo thể dục bình thường. Trường bầu cầu. Cái bánh kia chắc phải 60. Đăng ngoài luôn. Đâu. Không tốt được à? Chưa. Không tốt được. Tách hết mùa là kinh nè. Chị bỏ bắp nằm ra đây. Chưa bỏ bắp khó. Biết phải không? Không. Hai thằng này cu này vào trong tù bóc lịch rồi. Biết gì đâu, em chở thôi, biết gì đâu. Đồng phạm. Thôi kiểu này. Nói thế. Mất ngón rồi, mất ngón rồi. Chỉ thử được rồi. Bây giờ bán được cái điện thoại này phải đọc cái gì. Khó lắm. Lúc đấy thì thằng Sang cái thằng Huy vật nhau ở trong tù. Vật tay trong tù. Sao làm mà mày chú này đó. Chốt rốt rốt cùng một chạy ra thôi. Là rút vào Seri vật tay trong tù. Ở trong đấy em thì cái điện thoại của Seri. Bảo giám thị quay cho đăng lên vlog. Xoay được người sang như này. Vật chiếc cam ấy. Bảo vật chiếc cam. Chiếc xuất à? Em thắng hay Tùng không? Em thắng là được. Không thắng à? 7 cái mất cổ. Đó. Sợ nhất cái quả anh 7. Đây để em vào tay trái này. Có quả là có gãy tay rồi. Đây giả bắt đầu. Ông này trái đâu? Không ạ, không đùa được Vũ Văn Chủ đâu. Vũ Văn Chủ vào tay bên phải thôi. Ông này có tay trái đâu. Vũ Văn Chủ không vào tay bên phải. Không vào tay trái. Vật phải đâu. Tí cháu dùng tay trái cũng được đấy. Không đi băng bó trái hôm qua đi trường có bài lắm đó cho thằng này cạy tay đi em ơi. Anh Hoàng Huy kiểu không thích vật lôi trỏ về nó không lôi nó đói xong rồi vừa nói xong rồi là người ta không lôi thôi người ta không thích lôi để giữ rồi đua rồi. Anh Tùng mà khác em người ta đang chưa được tình cảm đấy khắc em anh Tùng thắng em lôi trỏ về giữ vẫn khắc kiểu khắc cái chiêu của em ấy. Đó. Lôi về em sợ lôi thật lôi về là coi như em cũng lôi mà em lôi không ăn thua em cũng lôi em vào đè tức là em phải nhướn lên để nếu mà em không đánh đè thì em sẽ lôi lôi về vâng đúng rồi không đánh đè thì em sẽ lôi về không đánh mà anh em lần đầu tiên là em đánh lôi về em rất sợ của lôi luôn. Bàn xoay một vòng tròn lên đi. Gần như hiểu quá. Không thằng này rồi. Phải 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 đánh em. Bảo nó đánh nghĩa là người ta đề người ta phải đâu sai. Go. Tay người chưa tay anh phải tay người ấy rồi. Chẳng phải đâu. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Không đau. Không thử tí gì đâu. Như bình thường. Ui rồi. Hết lực. Nhân tố mới. Go. Như về cạo rau vịt trông hơi già đấy. Ui giời ơi. Yếu. Tay phải ở đây nhá. Hôm nào anh tập Go. Ở kia anh? Anh tuần này nghỉ 3 buổi rồi. Không có anh tập. Bận đi phải nghỉ. Anh tưởng hôm nào anh nhìn chân khoảng em qua tầm đấy. Em mạnh quá, tầm với anh thì hình như từ mức đạn khởi động. Em anh có nhiều bài hay em hay cái gì? Hết các bài vào tay thôi. Anh toàn về tập bóc thôi.